bạn có muốn tìm hiểu những tình huống nào mà các người ba tương lai gặp phải không? Hãy xem video này nhé! Bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu nào! Mỗi cô gái sau khi biết tin mình có bầu đều lo lắng không biết ba tương lai của đứa bé sẽ phản ứng như thế nào. Và mình nên nói gì với anh ấy đây? Nhưng dường như cô ấy lo lắng vô cớ rồi. Anh chàng này chắc chắn sung sướng quá chừng luôn. Yeah, mình không thể tin được. Anh ấy thật ngây ngô quá. Các bạn có tưởng tượng được không? Mình sắp làm ba rồi nè. Bây giờ chúng mình ăn mừng bằng trà thôi nào. Ôi trời ơi, nhìn anh ấy xem. Anh ấy thậm chí còn mời bạn bè đến nữa. Anh ấy vẫn không biết điều gì sắp xảy ra đâu. Cô gái, chúng ta có thể treo lục lạc đồ chơi trên nôi nè. Chúng ta đều biết cười người hôm trước, hôm sau người cười mà. Sinh đôi là trách nhiệm nhân đôi đó nha. Và nôn ói nhân đôi luôn. Và chúng ta có thể thấy đây là một người ba rất ngăn nắp. Đó là một may mắn hiếm có, bạn biết đấy. Nhìn xem anh ấy đã hoàn thành xong công việc tuyệt vời rồi kìa. Anh ấy đã ủi mọi thứ có thể rồi. Có nhiều truyền thuyết kể về sở thích của phụ nữ mang bầu đó. Đây là một ví dụ về bữa tối điển hình của một người mẹ tương lai nè. Cháo, tương cà, kem, sốt mayonnaise. Và sao bạn có thể ăn được nhỉ? Thêm bánh quy nữa sao? Mình thà chết đói còn hơn. Bạn có thể rèn luyện cách chăm sóc một đứa trẻ. Thậm chí bạn cần phải làm điều đó ngay. Một chú gấu bông là một mô phỏng tuyệt vời cho người ba tương lai này. Hãy xem anh ấy khéo léo chưa kìa. Quan trọng là không lạm dụng nó. Chọn tên cho con bạn là một thử thách khác đó. Người ba tương lai biết rằng rất khó để thuyết phục phụ nữ về một điều gì đó. Và khi cô ấy mang bầu nữa thì điều đó càng không thể nào. Cái đó tốt hơn mà. Chà, lại nữa sao? Còn người ba này đang chuẩn bị vào bệnh viện rất nhanh. We'll be right back.
trọng là không nhập tâm vào nhân vật quá nhiều và không ném tả lót lung tung. Người ba tương lai siêng năng đã sẵn sàng treo leo lội suối để chiều lòng vợ yêu của anh ấy rồi. Anh ấy thậm chí còn có thể tập thể dục cho cô ấy nữa. Chỉ là đừng sinh con giùm cô ấy thôi. Sinh con là một sự kiện khó quên, không chỉ đối với người mẹ mà còn cả với người ba này. Tuy nhiên, dường như cô gái đó đã quyết định chắc chắn họ sẽ không quên gì cả nếu quay lại video này. Mình hy vọng họ sẽ không đăng mọi thứ lên Instagram. Wow! Với gấu bông thì dễ hơn đó. Nào, hãy lấy vũ khí quan trọng ra nào. Người ba vĩ đại thật. Anh ấy đã làm được rồi. Người ta nói rằng chỉ có đàn ông mới không trưởng thành. Nhưng thực tế, trong lòng tất cả chúng ta vẫn là những đứa trẻ thôi. Mỗi gia đình đều có một bài hát ru yêu thích của riêng mình. Nhưng làm sao chúng mình có thể chắc chắn rằng nó phù hợp với em bé đây? Có vẻ như đây là một lựa chọn lý tưởng đó. Nó chắc chắn phù hợp nè. Ồ, món đồ thật dễ thương. Tại sao chúng lại đáng yêu như vậy chứ? Quần áo cho em sẽ làm chúng ta mũi lòng đó. Hãy nhìn vào những bộ quần áo liền quần vui nhộn này xem. Yoga và các bài tập thở chắc chắn là môn thể thao dành cho nam giới. Tuy nhiên, giữ được vóc dáng tốt là điều quan trọng đối với cả người làm ba mẹ trong tương lai. Họ chắc chắn sẽ cần rất nhiều năng lượng đó. Bạn có muốn xem thêm những câu chuyện hài hước không? Hãy like video này và đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông nhé!